đây là lượt đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trận đấu diễn ra cùng giờ với trận đấu này giữa Mô Tô Cầu Giấy và Giang Music sẽ là cặp đấu còn lại giữa Phú Minh. Và như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Và để tiện cho quý vị và các bạn chúng ta theo dõi trận đấu này thì tôi xin phép được giới thiệu đội hình xuất phát của cả hai đội. Bên phía Mô Tô Cầu Giấy, họ sẽ thi đấu trong vụng áo màu đỏ và quần màu đen, sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh quý vị và các bạn trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Cú đá ngay. Đó là cú đá ngay của số 11 bên phía Mô Tô Cầu Giấy, Đức Quang. Nguyên Chính, Minh Quân. Rồi. Bóng đã được căng vào trong. Nhưng đã không có một cầu thủ nào bên phía Mô Tô Cầu Giấy tạo ra một điểm cắt. Minh Quân. Đã rất căng của số 77. Có lẽ là một hiệp đấu mà cả hai đội đã lựa chọn lối chơi để thăm dò nhau. Mặc dù bên phía Mô Tô Cầu Giấy là những người có nhiều cơ hội hơn. Vừa rồi là câu trả lời của bên phía Giang Music. Khá nguy hiểm. Thêm một lần nữa người ra chân. Và người chạm bóng cuối cùng là Minh Quân. Cơ hội. Khá nguy hiểm. Lưới đã rung. Nhưng là phía sau lưới. Cơ hội. Không được. Trọng Hà vẫn còn. Rất quyết liệt. Được chuyền lỗi Trọng Hà. Minh Quân. Minh Quân. Khá nguy hiểm. Không có bàn thắng. Vẫn không vào. Một tình huống phối hợp có nét nhất và nguy hiểm nhất gần như tới khung thành của thủ thành Quang Huy trong tình huống vừa rồi. Nhưng vẫn không có bàn thắng cho Mô Tô Cầu Giấy. Việt Tuấn. Việt Tuấn dứt điểm. Và như vậy là cú đá vừa rồi cũng đã khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Trong khi đó thì các cầu thủ Mô Tô Cầu Giấy trong trang phục áo màu đỏ quần đen sẽ bảo vệ phần sân mình với tay phải. Cơ hội. Đó là anh Tuấn. Nguyên Chính. Đức Dũng. Rất thoáng Minh Quân. Phạt góc cho bên phía Mô Tô Cầu Giấy. Một trận đấu rất khác với lượt thi đấu đầu tiên của tứ kết lượt đi. Ở trận đấu tứ kết lượt đi trước đó giữa FC Chăn Gối và Phượng Đồng là 4-2 nghiêng về phía các cầu thủ Phượng Đồng. Ở trận đấu thứ hai giữa Thuận Hàn và Nam Đàn 1 cũng với một tỷ số 4-2 tương tự và người chiến thắng là các cầu thủ bên phía Nam Đàn 1. Và bây giờ chúng ta đang đến với lượt đấu thứ hai. Và trận đấu còn lại, trận đấu cùng giờ lượt đấu thứ hai là cuộc đối đầu giữa Phú Minh và PPA T02. Anh Tuấn. Cú đá sệt của anh Tuấn. Hoàng Vũ đã vào sân ở khoảng thời gian giữa của hiệp thi đấu đầu tiên. Và anh đang chơi rất bay trong đội hình của bên phía Giang Music. Quang Huy. Minh Quân. Rất toang. Rất may trong tình huống vừa rồi. Đã có những tình huống va chạm.
Đó, tình huống va chạm của số 20 Đức Dũng và Việt Tuân đã có lời qua tiếng lại. Rất tập trung đến từ Quang Huy. Rất quyết liệt. Đã có thẻ. Trọng tài Xuân Tiến đã rút ra một chiếc thẻ vàng và nó dành cho Đức Quang. Trọng tài Xuân Tiến đã đứng rất gần với điểm phạm lỗi và đã quyết định rất nhanh chiếc thẻ vàng dành cho Đức Quang. Và vẫn đang có những tranh cãi. Những cuộc đối đầu giữa MU và Chelsea hay Manchester City cũng như Liverpool đều là những trận đấu rất chắc chắn đến từ cả hai đội. Và cuối cùng thì sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên đã không có bàn thắng nào được ghi. Trận tứ kết lượt về ngày Chủ nhật tuần sau, ngày 31 tháng 1 năm 2021. Cười! Đó là nguyên chính. Và đáng tiếc cầu thủ mang số 4 trong một lần màng phòng ngự bên phía Giang Music. Trọng Hà rất thoáng. Nhưng đường đưa bóng vào phía trong của Xuân Nhật. Đức Dũng. Dứt điểm. Đó là cú đá của Đức Dũng. Có lẽ là các cầu thủ thi đấu trên sân đang cảm thấy thời tiết ở Hà Nội ngày hôm nay đang có phần lạnh một chút, nên cần những tình huống nóng một chút ở trên sân để làm ấm hơn chăng. Và như vậy là trọng tài cũng đã nổi tiếng còi để mãn cuộc trận đấu này. Trận đấu giữa Mô Tô Cầu Giấy và Giang Music trong khuôn khổ tứ kết lượt đi giải bóng đá Hà Nội Second Class Season 1 đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, với một thế trận quá chắc chắn đến từ cả hai bên. Và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong vòng tứ kết lượt về. Bóng đá phải ồn ào mới vui, mấy ông này bán trà đá.